Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình đem đến cho anh em một video một chiếc Zenith đặc biệt. Và chiếc Zenith này thì nó đặc biệt thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng mở hộp với anh em. Đây là một chiếc qua sử dụng và full box, mình về được full box khá là tốt. Ở phía ngoài là một cái hộp bình thường, còn phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ Zenith. Ở dưới này thì các bạn sẽ có hai quyển sổ và chúng ta sẽ có một cái thẻ. Thẻ của Zenith thì thường là in đầy đủ. Đây là như các bạn thấy ở đây, nó là thẻ từ đấy. Và nó là một cái xuyên từ trước ra sau này, rất hay. Và chúng ta sẽ có ở đây là dòng Zenith Elite Ultra Thin với mã reference number là 03.2017.681 -27.C493, với cái movement number và watt number được ghi đầy đủ ở đây, serial number đó. Đây là một cái thẻ trắng cho nên là nó chưa có ngày bán, còn đâu là nó cũng kiểu là nếu các bạn coi là grey market cũng được hoặc là hàng trưng bày cũng được, vì chiếc này cũng còn rất là đẹp. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một quyển sổ về hướng dẫn sử dụng dòng Zenith Elite, và chúng ta có một quyển sổ nói về warranty của dòng Zenith ở đây, các bạn có thể thấy ngay. Mình sẽ mở cái hộp trong để cùng show cho anh em. Với cái hộp trong này của chúng ta thì nó sẽ có một cái tag đi kèm. Nói chung đây là một chiếc Zenith đầy đủ. Và cái tag này nó cũng có đầy đủ cái serial number cũng như là cái mã sản phẩm đó, nhưng mà mình vừa xem ở trên thẻ. Chiếc Zenith Ultra Thin này nó thuộc dòng Elite và nó là một phiên bản đặc biệt để kỷ niệm Hennessy, và nó có ghi rõ đằng sau là các bạn thấy là Hennessy này celebrate 250 năm này đó, kỷ niệm 250 năm ngày sáng lập cái Hennessy. Và chúng ta sẽ thấy một cái biểu tượng của Hennessy rất là nổi tiếng ở phía trên đó. Nếu như anh em mà hay uống rượu thì anh em sẽ biết cái biểu tượng này. Nói về Hennessy và Zenith thì hai thương hiệu này thì đều thuộc tập đoàn LVMH. LVMH là một trong những cái tập đoàn sở hữu những cái thương hiệu cao cấp lớn hàng đầu thế giới, trong đó bao gồm cả những cái LV và đầy đủ các cái thông số. Như mình đã nói các bạn, đây là phiên bản đặc biệt và nó có cái logo của Hennessy được in ở trên mặt dial của chiếc này, và nó có đầy đủ ở đây. Các bạn có thể thấy dòng chữ là Mason Founder N1765 đó. Và mẫu này thì được Zenith cho ra mắt để kỷ niệm 250 năm ngày ra đời cái thương hiệu Hennessy. Các bạn có thể thấy là logo Hennessy Zenith cùng với ngôi sao 5 cánh ở góc 12 giờ. Chúng ta sẽ có cái mặt dial của nó là màu gray trải tia. Và với cái màu gray trải tia này thì thực sự là nó đem đến cho chúng ta một vẻ trẻ trung và rất là sang. Chúng ta sẽ có hai kim chính là kim giờ và kim phút. Và chúng ta sẽ có một cái kim dây ở góc 9 giờ. Kim dây small second. Vì đây là dòng Zenith Elite Ultra Thin cho nên nó là một dòng siêu mỏng, và độ mỏng của chiếc này thì nó chỉ khoảng tầm 7mm thôi nếu tính từ kính bên này đến kính bên kia. Còn thực tế thì các bạn cầm ở ngoài sẽ cảm thấy rất là mỏng. Nó mỏng như vậy là do nó sử dụng cái bộ máy siêu mỏng của Zenith, đó là bộ máy là 681. Với bộ máy 681 này thì chúng ta sẽ có là 27 chân kính, 28.800 tần số động, và các bạn sẽ có 55 giờ tích cót. Đây là một trong những cái bộ máy mà được tất cả từ tích cót lâu đến chất lượng máy hoàn thiện cũng như là đầy đủ các cái thông tin khác. Bộ máy này thì các bạn có thể thấy ngay là nó được sản xuất in-house bởi Zenith, và nó được đánh vân đầy đủ ở đằng sau. Đằng sau thì chúng ta sẽ còn những thông số khác như độ chống nước 50m này, dòng Elite này, mã case này. Đây là cái đầu mã của sản phẩm, và chúng ta sẽ có dòng chữ là Hennessy Celebrate 250 years. Đó, thì đây chính là một trong những cái dòng minh chứng. Đây là dòng này được sản xuất với số lượng giới hạn thôi, tuy nhiên họ không đánh số, và thực sự là đây cũng là một trong những chiếc rất là hiếm hàng tại Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Chiếc này thì có giá chính hãng lên đến 5.300 đô, và với 5.300 đô thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 140 triệu nếu mà giá chính hãng, 140 đến 150 triệu hàng chính hãng. Còn chiếc này thì mình đang có một chiếc qua sử dụng với giá rất là tốt, chỉ chưa đến 1/3 thôi. Chiếc này thì mình mua được với cái giá và mình có thể bán cho anh em với giá khoảng 48 triệu. Thì thực sự đây là một chiếc qua sử dụng và còn khá là tốt với sợi dây zin của hãng. Đó, sợi dây zin của hãng đang còn tình trạng tốt, và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên đi kèm.
Đó. Nếu như anh em mà không thích sợi dây này thì bên mình có thể làm tặng anh em một sợi dây da cá sấu màu gray để cho nó tiệp màu với cả cái màu mặt tay của chúng ta. Đó. Kính của chiếc này sử dụng là kính sapphire và kính sapphire của nó là kính sapphire lồi với kính sapphire cong với đầy đủ những cái lớp chống lóa trong ngoài, cho nên chúng ta sẽ thấy cái mặt tay của nó cực kỳ trong trẻo. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.